biệt danh, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjack-official-store. Xin chào các bạn học sinh lớp 12. Khi bước vào năm học cuối cấp, cô Hiên hiểu rằng các bạn đang đứng trước rất nhiều những áp lực khác nhau, áp lực về việc học tập, áp lực về việc thi cử. Và năm học này thì các bạn còn đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, đó là lựa chọn ngành nghề. Vậy trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian để trò chuyện cũng như chia sẻ với nhau một chút nhé. Cô rất muốn lắng nghe chia sẻ của các bạn về ước mơ nghề nghiệp của mình trong tương lai. Và các bạn dự định sẽ lựa chọn con đường nào để theo đuổi ước mơ đó? Có bạn thì đi du học, có bạn thì lựa chọn học đại học hay cao đẳng, có những bạn thì lựa chọn học các trường nghề, hay là có bạn thì lại lựa chọn là tốt nghiệp lớp 12, các bạn sẽ tham gia vào thị trường lao động luôn, đúng không nào? Vậy nhân đây thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau một chút nhé, để chúng ta cùng tháo gỡ những cái vướng mắc, hay là các bạn có thêm những câu hỏi gì liên quan đến việc lựa chọn ngành nghề hay không thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới video này của cô. Cô hy vọng là sau khi video này chiếu lên thì cô sẽ nhận được những comment chia sẻ từ các bạn học sinh. Và có thể nói đây là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, đó là lựa chọn ngành nghề. Vậy nên việc xem xét kỹ lưỡng là điều rất quan trọng. Để có một cái nhìn khái quát về bức tranh lao động và việc làm của nước ta trong giai đoạn hiện nay như thế nào, xin mời các bạn học sinh sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Bài số 7, lao động và việc làm. Hy vọng là thông qua tiết học này thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy được những cái vấn đề liên quan đến việc làm, và từ đó thì sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc đưa ra quyết định lựa chọn ngành học, lựa chọn con đường tiếp theo mà mình sẽ theo đuổi. Rồi, mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta như sau. Một, các bạn sẽ cần trình bày được đặc điểm nguồn lao động của nước ta. Sau đó mình cũng sẽ tự đối chiếu vào bản thân mình để xem là bản thân mình có những cái thế mạnh gì, đúng không? Và mình sẽ cần làm gì để trở thành một lực lượng lao động có trình độ trong tương lai. Mục tiêu thứ hai, chúng ta sẽ cần phân tích được tình hình sử dụng nguồn lao động ở nước ta hiện nay. Thứ ba, chúng ta sẽ phân tích được vấn đề việc làm và nêu hướng giải quyết. Ngoài mục tiêu liên quan đến kiến thức thì chúng ta cũng có hai mục tiêu liên quan đến kỹ năng. Mục tiêu số 4, phân tích biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm. Và mục tiêu thứ 5 là các bạn sẽ vẽ được bản đồ liên quan đến dân số, cũng như rút ra nhận xét và giải thích đặc điểm dân số ở nước ta. Rồi, đã nắm được mục tiêu bài học rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần số 1 để tìm hiểu đặc điểm nguồn lao động. Khi tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động thì chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung cụ thể sau đây. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu về số lượng lao động. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chất lượng nguồn lao động. Và thứ ba, chúng ta sẽ rút ra những nhận xét liên quan đến sự phân bố của lao động ở nước ta hiện nay. Rồi, xin mời các bạn sẽ cùng quan sát vào biểu đồ thể hiện lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của nước ta trong giai đoạn 2010-2021. Thông qua biểu đồ này, các bạn có rút ra nhận xét gì về số lượng lao động, hay nói cách khác là về quy mô lao động ở nước ta? Việt Nam là một quốc gia có nguồn lao động dồi dào, đúng không nào? Tính đến năm 2021, Việt Nam có khoảng 50,6 triệu lực lượng lao động, và chiếm tổng số 51,3% dân số cả nước. Cứ mỗi năm thì Việt Nam lại tăng khoảng 1 triệu lao động trong suốt giai đoạn từ năm 2000 đến 2019. Thế nhưng từ năm 2019 đến năm 2021 thì các bạn nhìn vào biểu đồ này, các bạn sẽ thấy là cái lực lượng lao động ở nước ta
đang có xu hướng giảm, đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chất lượng của lao động thông qua bảng số liệu trên màn hình. Đây là bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật của nước ta trong năm 2010 và năm 2021. Nhìn vào đây thì có thể thấy lao động mà đã qua đào tạo đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Nếu như năm 2010 là 14,6% thì đến năm 2021 lao động đã qua đào tạo chiếm 26,2%. Ngược lại, lực lượng lao động có chưa qua đào tạo thì đang có xu hướng giảm dần, và đây là một tín hiệu tích cực, đúng không nào? Nó sẽ góp phần nâng cao chất lượng của nguồn lao động. Rồi, từ đây chúng ta sẽ rút ra một vài nhận xét khái quát liên quan đến chất lượng nguồn lao động. Các bạn vừa nghe giảng và chúng ta nhớ ghi chú cụ thể thông tin vào trong vở nhé. Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng tăng, đó là nhờ thành tựu của giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn này, nhờ vào thành tựu của y tế nâng cao sức khỏe của người lao động này, nhờ vào thành tựu của văn hóa để nâng cao để nâng cao cái tính kỷ luật của người lao động, đúng không nào? Nhận xét thứ hai, Việt Nam là một quốc gia mà có người lao động khá là sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, so với trình độ và so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì lao động ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hạn chế về thể lực, hạn chế về trình độ cũng như tác phong công nghiệp. Nhìn ngay người Việt Nam so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và châu Á thì các bạn sẽ thấy người Việt Nam còn khá là nhỏ con, đúng không nào? Và đương nhiên nhỏ thì cái sức khỏe nó cũng không hẳn là tất cả, nhưng mà cái sức khỏe thì nó cũng sẽ là một cái hạn chế. Rồi người lao động ở nước ta thì vẫn còn tình trạng là cao su, tức là không đến công xưởng đúng giờ, đúng thời gian quy định. Và cũng phải lưu ý là không phải tất cả nhé, nhưng mà nhìn chung thì tác phong công nghiệp cũng chưa cao. Rồi, nhận xét tiếp theo, chúng ta có thể thấy chất lượng lao động ở Việt Nam cũng có sự phân hóa theo từng vùng. Đồng bằng sông Hồng là khu vực mà có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất trên cả nước. Lao động ở Việt Nam nhìn chung năng động, dễ tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như hội nhập quốc tế. Các bạn đã kịp ghi chú chưa nhỉ? Chúng ta sẽ nốt lại một vài thông tin quan trọng. Rồi, tiếp tục nha, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phân bố của lao động ở nước ta. Cũng giống như sự phân bố dân cư, lao động ở Việt Nam phân bố không đồng đều. Thời điểm năm 2021, lao động ở nông thôn cao hơn so với lao động ở thành thị. Cụ thể là ở nông thôn thì có 32 triệu người lao động, trong khi ở thành thị thì chỉ có 18 triệu người. Xét theo các vùng kinh tế thì đồng bằng sông Hồng là khu vực mà có lực lượng lao động lớn nhất trên cả nước. Rồi, hiện nay vấn đề sử dụng lao động ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào? Cô mời các bạn sẽ tiếp tục chuyển sang phần số 2 La Mã để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ở phần này thì xin mời các bạn sẽ dựa vào các biểu đồ, các bảng số liệu trong sách giáo khoa để chúng ta phân tích tình hình sử dụng lao động ở nước ta. Cụ thể là tình hình sử dụng lao động phân theo các ngành kinh tế, tình hình sử dụng lao động phân theo các thành phần kinh tế và phân theo thành thị, nông thôn.
Ok, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ý đầu tiên nhé. Đó là sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021. Nhìn vào bảng số liệu này, các bạn hãy rút ra cho cô nhận xét. Chúng ta thấy lao động làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản đang có xu hướng như thế nào đấy? Giảm dần tỷ trọng. Và đến năm 2021 thì lao động làm việc trong ngành này chỉ chiếm có 29,1%, giảm một nửa so với năm 2000. Tiếp tục, chúng ta thấy lao động làm việc trong ngành công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ thì đang có xu hướng tăng tỷ trọng qua các năm. Đến năm 2021 thì tỷ trọng lao động làm việc trong ngành dịch vụ là chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó đến ngành công nghiệp, rồi cuối cùng là ngành nông, lâm, thủy sản. Vậy tại sao lại có sự chuyển dịch lao động theo ngành kinh tế như vậy nhỉ? Nguyên nhân ở đây đó là do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Các bạn học sinh hiểu thế nào là quá trình công nghiệp hóa nhỉ? Các bạn nghe thấy cụm từ này rất nhiều rồi đúng không? Nhưng không biết các bạn đã từng tìm hiểu xem nó là như thế nào chưa? À thì trong bài học này thì cô Hiên cũng sẽ mở rộng luôn cho các bạn nhé. Công nghiệp hóa các bạn có thể hiểu là cái quá trình biến một đất nước có nền kinh tế lạc hậu thành nước công nghiệp hiện đại với trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, có năng suất lao động cao trong các ngành kinh tế quốc dân. Còn hiện đại hóa có nghĩa là gì? Là cái quá trình tận dụng mọi khả năng để đạt được trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại. Vậy thì trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước này, chúng ta cũng đang tăng dần tỷ trọng của các ngành kinh tế, đó là ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ, còn giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Chính vì sự thay đổi tỷ trọng của các ngành kinh tế nên cũng sẽ có sự chuyển dịch trong lao động theo các ngành. Đấy chứ nhỉ? Nào, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế. Ở Việt Nam thì sẽ chia ra thành 3 thành phần kinh tế chính, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Lao động làm việc trong từng thành phần kinh tế này qua thời gian cũng có sự thay đổi nhất định. Đầu tiên là màu hồng, các bạn quan sát. Đây là khu vực kinh tế nhà nước. Lao động làm việc trong khu vực này đang có xu hướng giảm tỷ trọng. Cùng với đó là khu vực kinh tế ngoài nhà nước cũng giảm tỷ trọng dần, đúng không? Giảm từ 86,1% xuống còn 82,6%. Khu vực có lao động đang tăng tỷ trọng, đó là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu như năm 2010, khu vực này chỉ có 3,1%, thì đến năm 2021 đã lên đến 9,3%. Nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế đó là do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Với chặng đường hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 1986 đến nay thì đó là một quá trình mà rất nhiều thử thách và nó cũng tạo nên một cái bước ngoặt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngày nay thì quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng nhanh hơn dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó thì kinh tế thị trường và sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ là động lực hàng đầu. Và nhờ cái quá trình hội nhập quốc tế này mà chúng ta có thể thu hút các vốn đầu tư của nước ngoài tham gia vào thị trường của Việt Nam. Họ sẽ mang vốn này, công nghệ này vào nước ta để sử dụng lao động và tài nguyên ở nước ta làm ra các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường ở trong nước và thế giới. Và điều này thì đồng nghĩa với việc là lao động của Việt Nam cũng sẽ chuyển dịch dần để làm việc cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài.
Cô lấy ví dụ như các bạn sẽ thấy những công ty Samsung Thái Nguyên hay Samsung Bắc Ninh thu hút rất nhiều nhân công làm việc, đúng không nhỉ? Đó đều là những doanh nghiệp mà có vốn đầu tư của nước ngoài đấy. Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ cấu lao động ở nước ta phân theo thành thị và nông thôn như thế nào. Nào, các bạn sẽ tiếp tục quan sát vào bảng số liệu trên màn hình để rút ra cho cô nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn trong giai đoạn 2000 đến 2021. Nhìn vào bảng số liệu, chúng ta có thể thấy tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực thành thị thì vẫn chưa cao, đúng không nhỉ? Thấp hơn hẳn so với ở khu vực nông thôn, nhưng hiện nay đang có xu hướng tăng dần về tỷ trọng. Năm 2000 thì tỷ lệ lao động ở khu vực thành thị là 23,1%. Đến năm 2021 đã tăng lên thành 36,7%. Ở khu vực nông thôn, mặc dù tỷ trọng lao động đang chiếm rất là cao, tuy nhiên thì hiện nay cũng đang có xu hướng giảm dần rồi. Nguyên nhân của sự chuyển dịch lao động phân theo thành thị và nông thôn đó là do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Như vậy, cô và các bạn đã cùng nhau phân tích xong sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo 3 thành phần, đúng không? Phân theo 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là phân theo ngành kinh tế này, thứ hai là phân theo thành phần kinh tế và thứ ba là phân theo thành thị và nông thôn. Các bạn thân mến, như vậy cô và các bạn đã cùng nhau khái quát xong về đặc điểm của nguồn lao động nước ta cũng như vấn đề sử dụng nguồn lao động. Sự phát triển của các ngành kinh tế, sự đa dạng của các loại hình sản xuất cũng như sự ra đời của rất nhiều các cái hoạt động dịch vụ mới đã tạo thêm nhiều việc làm mỗi năm. Tuy nhiên thì tình trạng thất nghiệp hay là thiếu việc làm ở nước ta vẫn đang là một trong những vấn đề cần quan tâm trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để tìm hiểu về vấn đề này thì xin mời các bạn sẽ tiếp tục theo dõi video mà cô sẽ gửi link ở bên dưới phần mô tả phần comment nhé. Sau khi các bạn xem xong hai video này và dựa thêm vào thông tin trong sách giáo khoa cũng như hiểu biết của bản thân mình, hãy cho cô Hiên và các bạn trong lớp mình cùng biết này, thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay đang diễn ra như thế nào và nguyên nhân gì dẫn đến cái thực trạng vấn đề việc làm đó. Các bạn đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Ok, dừng video lại này, xem phần mô tả để chúng ta có thêm những thông tin và đưa ra câu trả lời. Bắt đầu. Sau khi theo dõi xong hai video thì chắc hẳn các bạn cũng thấy được vấn đề nổi cộm và cũng là một trong những vấn đề báo động đang được nhắc đến. Video thứ nhất nói về những khó khăn vì bị giảm hoặc mất việc làm của người lao động ở Việt Nam, đặc biệt là trong một số ngành nghề như là dệt may, da giày, vân vân. Nội dung video thứ hai thì nói về những trăn trở của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, thì cái cơ hội tìm kiếm việc làm nó cũng khá là khó khăn, đòi hỏi sinh viên cần phải có sự linh hoạt và thích ứng, cũng như cần phải trau dồi những cái kiến thức, kỹ năng để đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhu cầu của việc làm. Rồi, để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề việc làm và hướng giải quyết vấn đề việc làm thì cô mời các bạn chúng ta sẽ chuyển tiếp sang nội dung thứ ba. Ba La Mã. Đầu tiên là về vấn đề việc làm. Nhìn vào số liệu được cập nhật ở trên màn hình, đây là một số vấn đề xã hội năm 2022 mà cô sưu tầm được. Các bạn quan sát vào những con số biết nói này. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở nước ta chiếm 2,32%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động ở nước ta
chiếm 2,21%. Đó. Nhìn chung thì vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm nó vẫn là một vấn đề mà khá gay gắt. Nếu mà không được quan tâm cũng như chú trọng để tạo các công ăn việc làm cho người lao động thì sẽ dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy về sau. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhìn lên bảng số liệu để so sánh được tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn trong thời gian qua như thế nào. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhận xét về tỷ lệ thất nghiệp nhé. Thất nghiệp ở khu vực thành thị trong giai đoạn 2010 đến 2015 thì đang có xu hướng giảm dần. Nhưng từ năm 2015 cho đến năm 2021 thì đang có xu hướng tăng dần, đúng không? Tương tự như vậy, ở nông thôn cũng có giai đoạn giảm, sau đó thì lại tăng lên. Nhưng so sánh ở năm 2021 này thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn so với ở nông thôn. Cao hơn gần gấp đôi đấy. Rồi, tiếp tục, tình trạng thiếu việc làm thì sao? Nếu như trước đây ở nông thôn tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng hơn so với ở khu vực thành thị, thì trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là vào số liệu năm 2021 cho thấy tỷ lệ thiếu việc làm ở thành thị vẫn đang cao hơn so với nông thôn. Như vậy, cả thất nghiệp và thiếu việc làm theo số liệu của năm 2021 thì ở thành thị đều cao hơn so với ở nông thôn. Và các bạn có thể rút ra một số nhận xét khái quát để ghi chú vào trong vở của mình nhé. Từ vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm nói trên thì chúng ta cần phải có những giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động. Việt Nam đang là một quốc gia trong thời kỳ dân số vàng. Dân số vàng có nghĩa là số người trong độ tuổi lao động nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề giải quyết việc làm nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một số giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm, thứ nhất đó là cần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về lao động để có thể huy động được các nguồn lực đầu tư tạo việc làm cho người lao động trong nước. Thứ hai, chúng ta cũng cần đẩy mạnh đào tạo, dạy nghề để nâng cao chất lượng của người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để người lao động có thể đáp ứng được nhu cầu của các công việc trong thời đại mới, cũng như tự mình tạo ra được việc làm cho chính bản thân và gia đình mình. Thứ ba, cần phải phát triển hệ thống tư vấn, thông tin về thị trường lao động để kết nối kịp thời giữa người lao động với việc làm. Bởi vì có những nơi thì thừa lao động, nhưng mà có những nơi thì lại bị thiếu lao động, đúng không nào? Thì phải kết nối hai cái nguồn này lại với nhau. Thứ tư, xây dựng và thực hiện tốt các hệ thống liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để có thể hỗ trợ người lao động sớm tìm lại việc làm. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà bị cắt giảm lao động thì bảo hiểm thất nghiệp là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Nó giúp ích cho người dân trong cái thời gian tạm thời khi mà chưa tìm được việc làm mới thay thế. Thứ năm, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lao động để chúng ta có thể có những cái chương trình xuất khẩu lao động hiệu quả này, hay là thu hút các nguồn vốn đầu tư về Việt Nam để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân. Chắc hẳn các bạn học sinh đang theo dõi video của cô thì đều là những học sinh cuối cấp, và chỉ còn vài tháng nữa thôi thì các bạn sẽ bước vào những kỳ thi quan trọng. Đó là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, hay là có những bạn sẽ tham gia những kỳ thi đánh giá năng lực do các trường tổ chức. Nhiều bạn sẽ lựa chọn việc học lên đại học để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng liệu rằng tấm bằng thì có điểm cao có còn là giấy thông hành để có được một công việc tốt nữa hay không? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm một đoạn video nữa để có thêm những góc nhìn mới. Sau khi theo dõi xong đoạn video này, các bạn hãy trả lời cho cô Hiên câu hỏi này. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, thì để tìm kiếm được việc làm phù hợp, người trẻ cần trang bị cho mình những điều gì?
Rồi, vì video bài học khá là dài, thế nên cô sẽ không trình chiếu video trong quá trình giảng bài, mà cô sẽ để link ở bên dưới phần mô tả, phần comment. Các bạn sẽ theo dõi nhé, nhấn vào link đó để chúng mình sẽ cùng theo dõi và đưa ra câu trả lời cho cô Hiên. Theo dõi xong video này thì các bạn thấy tấm bằng đại học mà có điểm cao cũng quan trọng, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến việc chúng ta có tìm kiếm được một công việc phù hợp, một công việc được cho là tốt hay không, đúng không nào? Mà người trẻ sẽ cần phải trau dồi thêm rất nhiều các kiến thức, kỹ năng khác nữa để chúng ta có thể đáp ứng được với nhu cầu thị trường trong thời đại mới. Thông qua video này, cộng với hiểu biết của bản thân mình, thì các bạn tự rút ra cho mình bài học gì nào? Ở đây thì cô Hiên sẽ gợi ý cho các bạn 6 tuyệt chiêu nói không với thất nghiệp. Và hy vọng với 6 gợi ý này thì sẽ giúp cho các bạn vững vàng hơn, trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hơn trong trên con đường học tập cũng như trên con đường phát triển sự nghiệp của mình sau này. Tuyệt chiêu thứ nhất, kỹ năng tốt giúp bạn cạnh tranh và khẳng định giá trị của bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta ngoài việc học tập thì cũng nên rèn luyện thêm những kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, vân vân. Tuyệt chiêu thứ hai, thái độ quan trọng như trình độ. Nếu như trước đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến trình độ, đúng không? Quan tâm đến điểm số, quan tâm đến bằng giỏi, bằng xuất sắc. Thì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm thêm những khía cạnh khác nữa, đó là thái độ. Chúng ta luôn trong tâm thế học hỏi, luôn trong tâm thế trau dồi kiến thức, kỹ năng thì chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Tuyệt chiêu thứ ba, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành. Có nghĩa là mỗi chúng ta thì sẽ đều có những cái lĩnh vực mà mình giỏi, những cái thế mạnh đặc trưng của mình ấy, thì mình sẽ cần phải cố gắng phát huy những cái điều đó và trau dồi thêm những kinh nghiệm từ những kiến thức chuyên ngành mà mình đã được học và đào tạo. Thứ tư, đừng bao giờ xem nhẹ ngoại ngữ. Học một ngoại ngữ mới giống như sống thêm một cuộc đời, đúng không? Ngoại ngữ nó là phương tiện giao tiếp, mở ra cho chúng ta thêm rất nhiều những cái cơ hội mới. Thứ năm, trong quá trình học tập, ngay cả khi chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường ở cấp 3 hay là học ở đại học, thì cô cũng khuyên chúng mình nên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và thứ sáu, định hướng nghề nghiệp sớm, đây là một lợi thế. Đối với học sinh lớp 12 thì các bạn bây giờ mới định hướng nghề nghiệp có thể coi là muộn rồi đấy. Nhưng mà thà chúng ta có sự định hướng còn hơn là chúng ta học đại, đúng không? Học đại học không phải là học đại, đó. Chúng ta sẽ cần phải lựa chọn ngành nghề cho nó phù hợp với năng lực, với sở thích của bản thân mình. Chứ không phải là đi theo bạn này bảo hay bạn kia bảo mà chúng ta không có một cái lập trường vững vàng. Khi nói về định hướng nghề nghiệp thì cô Hiên sẽ giới thiệu cho các bạn 4 bước khái quát như sau để chúng ta có thể tự định hướng được nghề nghiệp cho chính bản thân mình. Thứ nhất là các bạn có thể tham khảo thêm trang tài liệu của Sông An. Ở trên trang Sông An thì có rất nhiều những tài liệu chuyên ngành hướng dẫn học sinh tự hướng nghiệp dựa trên những cái kiến thức khoa học các bạn nhé. Và tài liệu Sông An cung cấp thì hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Ở đây thì có 4 bước để chúng ta có thể định hướng nghề nghiệp cho bản thân mà cô Hiên tham khảo được từ trang của Sông An. Bước 1 đó là phải tìm hiểu bản thân để xem sở thích nghề nghiệp của bản thân mình là gì này và xem năng lực của bản thân mình như thế nào. Thứ hai là tìm hiểu về thị trường lao động. Thứ hai là tìm hiểu về thị trường lao động. Sau đó thứ ba, tìm hiểu về thị trường đào tạo. Thị trường đào tạo ở đây chính là tìm hiểu xem là nếu như chúng ta mong muốn theo đuổi cái nghề nghiệp đó thì chúng ta sẽ học ở con đường nào, học đại học, học cao đẳng, đi du học hay học nghề, hay là chúng ta ra và chúng ta vừa làm vừa học. Đó. Bước 4,
chúng ta sẽ xác định được hướng đi sau trung học phổ thông. Phần này cô chỉ có thể hướng dẫn khái quát thôi, bởi vì nội dung chi tiết thì khá là dài. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ở trên trang Sông An mà cô đã giới thiệu. Hy vọng là thông qua bài học này thì các bạn cũng đã thấy được một bức tranh khái quát về vấn đề lao động, việc làm ở đất nước ta hiện nay đang diễn ra như thế nào. Và các bạn cũng thấy được tầm quan trọng của việc học tập, trau dồi kiến thức đi đôi với kỹ năng, đi đôi với thái độ. Và điều quan trọng hơn cả là đứng trước ngưỡng cửa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hay là các trường nghề trên cả nước. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng và đánh giá theo sở thích, theo năng lực của bản thân mình, thay vì việc chúng ta chạy theo nhu cầu của xã hội hay là nghe người này nói, người kia nói mà chúng ta không có những cái nhận định đúng đắn. Như vậy thì sẽ rất dễ dẫn đến việc chúng ta lựa chọn sai ngành nghề. Các bạn học sinh thân mến, như vậy thông qua bài học số 7 ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khái quát 3 nội dung chính liên quan đến bài học. Thứ nhất, đó là đặc điểm nguồn lao động ở nước ta. Khi nhắc đến đặc điểm nguồn lao động, chúng ta sẽ trình bày và nhận xét trên 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là số lượng lao động. Khía cạnh thứ hai là về chất lượng lao động. Và thứ ba, đó là về sự phân bố lao động ở nước ta. Nội dung thứ hai cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu, đó là sử dụng lao động. Vấn đề sử dụng lao động ở nước ta đang có sự thay đổi theo các ngành kinh tế này. Sự thay đổi của lao động phân theo các thành phần kinh tế và phân theo khu vực thành thị, nông thôn. Tiếp tục đến nội dung thứ ba, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu xem hiện nay ở Việt Nam vấn đề việc làm đang diễn ra như thế nào, tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm ra sao. Từ đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu và đề xuất ra các giải pháp. Chúng ta cũng tự soi chiếu lại vào bản thân mình để xem bản thân mình đang trong năm học cuối cấp rồi, chúng ta sắp sửa bước vào thị trường lao động rồi, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cần học hỏi và trau dồi những kiến thức, kỹ năng ra sao để bản thân mình trở thành người lao động có trách nhiệm và có trình độ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Rồi, để củng cố lại nội dung bài học, cô mời các bạn chúng ta sẽ đến với phần luyện tập của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong phần luyện tập mà cô Hiên tham khảo trong sách Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của môn địa lý theo chương trình mới. Và cô khuyến khích các bạn nếu như chúng ta ôn thi môn địa lý thì nên mua sách để chúng ta ôn tập, làm thêm các dạng bài tập. Ở đây người ta cho chúng ta một đoạn thông tin nói về lực lượng lao động ở Việt Nam của chúng ta. Nào, các bạn hãy đọc thật kỹ cái đoạn thông tin này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng đọc câu hỏi nhé. Câu số 19. Tính số lượng người lao động thất nghiệp ở nước ta năm 2021, đơn vị là triệu người. Câu 20. Tính số lượng người lao động thiếu việc làm ở nước ta năm 2021, đơn vị cũng là triệu người. Câu 21. Tính số lượng người lao động cần giải quyết việc làm ở nước ta trong năm 2021, đơn vị là triệu người. Nào, thế thì chúng ta đọc đoạn thông tin này chúng ta cần phải gạch chân được những từ khóa chính này. Là trong năm 2021 này, cả nước có 3,2% lao động bị thất nghiệp, 3,1% lao động bị thiếu việc làm. Trong đó chúng ta biết tổng số lao động là 50,6 triệu người. Đây chính là cái dạng toán mà tìm tỷ số, tỷ lệ phần trăm ấy, đúng không? 3,2% của 50,6 sẽ là bao nhiêu người? 3,1% của 50,6 này sẽ là bao nhiêu người? Đó. Còn nhớ cách tính không nào? Trong câu số 19, chúng ta tính số lượng người lao động thất nghiệp là bao nhiêu, đúng không? Nào, chúng ta sẽ chỉ việc lấy 50,6 này là tổng số này, chúng ta chia cho 100. Sau đó chúng ta nhân với tỷ lệ phần trăm lao động thất nghiệp là nhân với 3,2%. Kết quả chính xác là bằng 1,6192 triệu người.
nhưng chúng ta có thể làm tròn là khoảng 1,6 triệu người. Lúc này sẽ tùy câu hỏi nhé, xem người ta yêu cầu làm tròn đến chữ số ở hàng thập phân thứ bao nhiêu sau dấu phẩy. Tiếp tục, tương tự câu 20 này, chúng ta cũng sẽ lấy tổng số lao động của cả nước trong năm 2021 là 50,6 triệu người này. Được chưa? Chúng ta chia cho 100 nhân với tỷ lệ phần trăm lao động thiếu việc làm. À, vì người ta đang hỏi thiếu việc làm mà. Thì sẽ ra kết quả là bằng khoảng 1,6 triệu người. Tiếp tục đến câu 21, các bạn hiểu thì các bạn làm sẽ rất nhanh. Tính số lượng người lao động cần giải quyết việc làm của nước ta. Cần giải quyết việc làm ở đây có nghĩa là bao gồm cả thất nghiệp, cả thiếu việc làm, đúng không? Thế thì chúng ta chỉ việc cộng hai con số ở câu 19 và 20 mà vừa chúng ta tính toán. 1,6 cộng 1,6, như vậy cần phải giải quyết vấn đề việc làm cho 3,2 triệu người trong năm 2021. Các bạn đã hiểu những câu hỏi dạng như thế này thì chúng ta sẽ tính toán ra sao chưa nhỉ? Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau chữa xong một số câu hỏi ở phần luyện tập để vừa ôn tập và vừa rèn luyện kỹ năng làm câu hỏi. Để mở rộng thêm kiến thức liên quan đến bài học ngày hôm nay thì cô Hiên có một nhiệm vụ nho nhỏ dành cho các bạn học sinh như sau. Các bạn hãy sưu tầm thông tin hoặc là tìm hiểu một số ngành nghề mới có cơ hội việc làm ở nước ta. Thông tin này cô nghĩ là các bạn tìm hiểu xong thì cũng sẽ rất hữu ích cho chúng mình trong quá trình mà chúng ta xây dựng kế hoạch cũng như mục tiêu để lựa chọn đăng ký ngành nghề, đăng ký vào các trường đại học cho phù hợp. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu như thông tin mà chúng ta tìm hiểu được, chúng ta cùng nhau chia sẻ, lan tỏa để nhiều người biết đến hơn, đúng không nhỉ? Bằng cách rất đơn giản, các bạn hãy comment phần chúng mình đã tìm hiểu được ở bên dưới video của cô. Đấy là một cách để chúng ta chia sẻ, kết nối với nhau rồi. Rồi, như vậy tiết học ngày hôm nay của chúng ta tạm thời sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.